Ngày 22 tháng 7, Bắc Kinh liên tiếp xuất hiện những trận mưa xối xả khiến Tử Cấm Thành yên ổn 600 năm qua bỗng nhiên bị ngập nước. Ngày 24 tháng 7, chùa Đại Phật ở Sơn Đan, Trương Dịch, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc xảy ra hỏa hoạn lớn, cả mặt tượng Phật cao chót vót 35 mét cũng bị lửa cháy xém. Trung Quốc những năm gần đây liên tiếp hứng chịu những thiên tai nhân họa, từ lũ lụt, động đất, hỏa hoạn, dịch bệnh đều rất nghiêm trọng. Nhiều người không khỏi than thở, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong quyển Xuân Thu Phùng Lộ, Đổng Trọng Thư có nói: tai họa là sự trừng phạt của thiên thượng, dị tượng là sự thị uy của trời. Trời cao vẫn đang trao cơ hội cuối cùng cho nhân loại. Trong sách Hán Thư có ghi chép rằng, nếu một quốc gia không tuân theo đạo trời thì sẽ bị thượng thiên giáng tai họa cảnh báo. Nếu không biết hối cải sửa lỗi thì sẽ xuất hiện thiên tượng quái lạ kỳ dị. Nếu vẫn không biết sửa lỗi thì sẽ kết thúc vương triều đó. Người xưa cho rằng những sai lầm trong thi hành chính sách là nguyên nhân căn bản dẫn đến dị tượng kiếp nạn. Nếu thực thi chính sách tàn ác trái với lẽ trời thì sẽ bị thượng thiên giáng tai họa cảnh cáo như lũ lụt, động đất. Vậy thì chính quyền Trung Quốc rốt cuộc đã làm ra chuyện gì để người dân và khắp mảnh đất Thần Châu phải hứng chịu nhiều như vậy? Chúng ta hãy cùng lùi lại quá khứ để quan sát. Lịch sử dựng nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi thành lập cho đến lúc chiếm đoạt chính quyền đều là dựa trên bản chất giả dối, tàn độc và đấu tranh. Bằng bạo lực giết chóc, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết dùng mọi thủ đoạn để phá hủy truyền thống và tín ngưỡng, xóa sổ quan niệm luân lý, diệt sạch tư tưởng cùng lương tri, nhân tính của người dân Trung Quốc và thế giới, không muốn chừa lại dù là một chút. Bằng chứng là gì? Thực hiện đại cách mạng văn hóa khiến hàng chục triệu người chết đói, phá bỏ tứ cựu, ép buộc người trí thức phải bị trùm đầu, diễu phố, sỉ nhục văn hóa truyền thống, cổ suý lối sống bần tiện lưu manh, đập phá chùa miếu, nghiền nát các tượng Phật cổ, hủy hoại văn vật cổ, đốt kinh thư, kinh sách của cổ nhân, khiến người dân bần cùng hóa đến vô tri vô giác. Và hiện nay, trong thế giới được gọi là văn minh này, lại đang diễn ra một tội ác khiến quỷ thần cũng không thể nào tha thứ. Đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp đức tin, bắt bớ người dân vô tội, giam cầm và tra tấn. Đáng sợ nhất là kiếm lợi bất chính dựa vào thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Nhóm người bị bức hại nhiều nhất chính là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người chỉ đơn thuần là sống theo ba chữ chân, thiện và nhẫn. Họ hoàn toàn là những cá nhân chỉ có tốt, không có hại cho xã hội. Tuy nhiên chỉ vì lòng đố kỵ, vì số người học Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn số đảng viên, mà Tổng Bí thư đương thời Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp đẫm máu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Các nhà tù và bệnh viện ở Trung Quốc thời điểm sau năm 2000 cũng bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa, trở thành mạng lưới sát nhân có tổ chức thông qua việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức, khiến hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội phải thiệt mạng. Ngày 20 tháng 7 năm 2023 vừa qua là ngày tròn 24 năm Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại tàn khốc. Nhưng tội ác vẫn chưa dừng lại, mặc dù đã bị rất nhiều các cá nhân và tổ chức nhân quyền trên thế giới lên án. Giang Trạch Dân đã từng tuyên bố sau 3 tháng sẽ xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp và chỉ thị thực thi chính sách bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể, vắt kiệt tài chính, đánh chết tính là tự sát. Tuy nhiên, những người tu luyện lương thiện vẫn tiếp tục kiên định vào đức tin của mình cho đến hôm nay. Ngày 20 tháng 4 năm 2006, một nữ nhân chứng tên Annie, cựu nhân viên của một bệnh viện ở Trung Quốc, thừa nhận rằng chồng cũ của cô là một bác sĩ giải phẫu thần kinh. Ông ấy đã tham gia cưỡng bức lấy giác mạc của khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù. Từ năm 2001 đến năm 2003, tất cả những người này vẫn còn thở vào thời điểm bị thu hoạch giác mạc. Tháng 6 năm 2016, ba nhà điều tra độc lập gồm ông David Kilgour, cựu quốc vụ Khanh Canada về vấn đề Á Châu-Thái Bình Dương, và hai luật sư nhân quyền quốc tế là ông David Matas và ông Ethan Gurman
đã công bố một báo cáo dài hàng trăm trang là các bằng chứng không thể chối cãi về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngũ hành thay đổi đối ứng với kiếp nạn ở nhân gian. Một người tu luyện cho biết kiếp nạn thực sự đang rất gần kề lắm rồi. Ông nói, Trung Quốc đại lục ngày nay thiên tai nhân họa hoành hành khắp nơi, nhưng chính phủ không hề nghĩ cách cứu dân mà lại bịt tai, bịt mắt, bịt miệng người dân để duy trì cái gọi là ổn định. Thần Phật khắp nơi trong vũ trụ đều đang liệt kê các tội ác của chính quyền Bắc Kinh như sau: phỉ báng Phật Pháp, bức hại người tu luyện, mổ cướp nội tạng, dùng nhục hình đối với người tu luyện, xúi dục dân chúng cùng làm ác, cổ suý thuyết vô thần và thuyết tiến hóa, chặt đứt con đường sống của người dân, phong tỏa lời dạy bảo của thần, chặt đứt hơi thở của người dân, buông thả dục vọng, đi cùng đường với ma. Chính quyền tà ác này đã mua sẵn tấm vé một chiều đến địa ngục. Những người tin và nghe theo Đảng Cộng sản Trung Quốc đều sẽ phải chịu chung số phận. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, trong khi đã tọa, người tu luyện lại nhìn thấy một vị thần tay trái cầm một cái sa bàn giống cái đĩa gỗ màu đen, bên trên có đất cát tạo thành địa hình. Tay phải vị này cầm một ống đựng bút. Vị này chính là thần hiển thị tai họa. Trên cái sa bàn của vị ấy có thể diễn dịch ra tai họa ngũ hành tại thế gian. Những thảm họa diễn ra gần đây ở Trung Quốc đại lục quả thực đang ứng nghiệm. Kim có biến, nước dâng cao gây ngập tàu điện ngầm, đường giao thông khiến người dân bị mắc kẹt trong xe không thoát ra được, người chết vô số. Dịch bệnh lây lan, nhiều người bị cách ly trong các cabin kim loại khiến người dân ngột ngạt, tựa như những quan tài chứa người sống vậy. Mộc có biến, bão lớn kéo đến, gió mạnh bất thường, làm bật gốc cây cối, lũ lớn ngập ruộng vườn, thôn làng, nhiều nơi mất trắng hoa màu. Thủy có biến, lũ lụt càn quét khiến sinh linh lầm than. Thổ có biến, dẫn đến động đất, sạt lở đất đá, đường xá, làm nhà cửa nghiêng đổ. Bão cát kinh hoàng ở Đôn Hoàng, đê vỡ khắp nơi khiến nước ngập chết dân. Hỏa có biến, khiến cháy nổ hỏa hoạn xảy ra, ngay cả ngôi chùa cổ được nhắc đến phía trên cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Nói đến đây, có người sẽ phản bác rằng chùa miếu là nơi linh thiêng, có thần Phật cư ngụ, làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Đúng vậy, thần Phật luôn ở những nơi thanh tịnh, thánh khiết. Nhưng những ngôi chùa kia, những bức tượng hoành tráng kia sớm đã không còn linh thiêng nữa. Bởi vì chùa chiền tại Trung Quốc ngày nay đa số đã bị những người mang theo tâm cầu cạnh tư lợi chiêu mời đến rất nhiều linh thể bất hảo, yêu ma quỷ quái lần lượt nhập thế gian, gây họa khi thấy lòng người bất chính. Vậy thì đã rõ vì sao những ngôi chùa, đền miếu kia cũng lần lượt gặp họa mà bị hủy đi. Đó là kiếp nạn của nhân loại, con người một cách không hay biết đã tự mình chiêu mời đến. Con người thế gian hiện tại, ngay thời điểm này, nếu vẫn còn có thể lý trí, phân biệt rõ, thiện, ác, đúng, sai, nâng cao đạo đức bản thân, trọng đức hành thiện, tôn kính thần Phật, kính sợ trời đất, như thế mới có hy vọng thoát khỏi tai kiếp trong tương lai. Bởi vì tai họa là có định số, nhưng trong đó cũng có biến số. Vũ trụ đang canh tân và đào thải. Vậy nên Tinh Hoa TV mong rằng những ai đang còn u mê nghe theo tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy mau mau tìm hiểu rõ sự thật, đưa ra lựa chọn chính xác để có thể tự cứu lấy sinh mệnh của mình.